Trung Nguyên đã có mời rất là nhiều nhân vật nổi tiếng như Hoa hậu, Á hậu, ca sĩ và các nhân vật có tầm ảnh hưởng. Thì thông qua chương trình này thì các bạn sinh viên ở trường nhận thức thêm được những cái hướng khởi nghiệp cho các bạn. Một lần nữa thì cảm ơn Trung Nguyên rất nhiều và cảm ơn thử sách của Trung Nguyên vì cũng đã giúp ích cho bản thân Hải Yến và giúp cho cuộc sống của Hải Yến trở nên trọn vẹn hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Và hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ tìm đến cái bộ sách này và sẽ có cho mình được những thành công nhất định trong cuộc sống. Chương trình này nó mang sức sống và mang được cái sức mạnh nội lực cho tất cả các sinh viên của chúng ta. Và chính vì điều đó, Mắt không những tham gia mà còn rất là nôn nóng đến đại tới ngày hôm nay và được chia sẻ bí quyết cũng như là cái bí mật của để thành công của mình đến các bạn trẻ cũng như là các bạn sinh viên có mặt tại khán phòng ngày hôm nay, để các bạn có thêm động lực, có thêm niềm tin để tự tin vào cuộc sống, để làm sao để khởi nghiệp một cách hiệu quả nhất. Hôm nay em được cà phê Trung Nguyên trao tặng cuốn sách là Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Thì quyển sách này đọc qua tiêu đề thôi thì em đã cảm thấy được là giúp cho em là biết được thất bại là như thế nào, và đó không phải là cái điều mà làm cho mình thất vọng, mà đó là một cái động lực để cho mình phấn đấu vươn lên. Em được lắng nghe những cái câu chuyện rất là thực tế, những cái vấp ngã của những cái anh chị đi trước, thì từ đó em học được rất là nhiều bài học kinh nghiệm để đúc kết cho bản thân mình trên cái chặng đường đời sau này. Và em cũng cảm ơn công ty Trung Nguyên đã mang đến cho bản thân em, các bạn sinh viên trường Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các bạn trẻ, các bạn thanh niên Việt Nam một chương trình rất là thiết thực và ý nghĩa và rất là bổ ích đối với thanh niên tụi em.